Em Cảnh xin chào cô chú anh chị nha. Nhìn hình ảnh này thì chắc là cô chú anh chị mình cũng đã biết là em đang ở đâu. Thì em Cảnh đang có mặt tại nhà của ông thầy mù. Thì lần trước thì em Cảnh cũng đã nói và chia sẻ với cô chú anh chị, khi mà trở lại đây thì em Cảnh sẽ mua một ít bánh để cúng cho ông. Thì thật sự em cũng không có dám gây hình cái quá trình em cúng và gian dối ông. Chỉ có thể là cúng xong rồi thì bây giờ em mới quay hình chia sẻ cùng với là cô chú anh chị. Vì những lần trước hầu như là em tới đây em đều mạo phạm, em quay trước, sau đó thì em cúng, em thắp nhang. Thì đợt này thì em mua bánh, em cúng cái gì nhỉ? Mô Phật. Có tiếng động gì vậy các nhà ơi? Em mới vừa nói xong thì có cái tiếng động như cái bật ngay hướng bàn thờ này nè. Thì em thắp ba cái nhang và cúng bánh. Thì vừa rồi thì em đang nói về việc là những lần trước em ghé ở đây, em quay, em live stream, nhưng mà hầu hết là em không có cúng hay là van giấy xin phép. Cho nên lần này thì em đã cúng trước và sau đó thì em mới quay hình chia sẻ lại với cô chú anh chị mình. Với cái ngôi nhà của thầy Bù Mù thì em không cần phải giới thiệu thêm, đúng không cô chú anh chị? Vì hầu như là những cô chú anh chị theo dõi trên kênh của em Cảnh từ những live stream trước đây đã biết được câu chuyện của lão thầy mù này. Đây là một tấm gương và có một cái chữ bùa ở bên trong. Trong nhà của ông lão thầy bùa lúc nào cũng có những cái tiếng động rất là kỳ lạ của chú anh chị. Nhưng mà đặc biệt là khi mà có người ở bên trong á thì chúng ta sẽ không nghe được những cái tiếng động đó. Nhưng mà khi qua bên ngoài thì sẽ có những cái tiếng động đó xuất phát. Ô, cái gì nhỉ? À, bò cả nhà ơi. Ây da, hôm nay ở đây có bò nhờ. Rồi có tiếng động gì nhỉ? Lâu lâu có tiếng động gì á. Sao này là bò? Tôi nghĩ là bò thì chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Cái nhà thấy cây nhang này á cháy hết và cái tàn nhang này á chiếu thẳng vào bức tường nha cô chú anh chị, rất là lạ luôn nè. Cây nhang cháy hết luôn và dội thẳng vào bức tường. Hôm nay thì có vẻ như là mọi thứ khá là yên tĩnh nha cô chú anh chị. Không có những cái tiếng động ồn ào, chắc có lẽ là ông và các âm binh của ông đã cảm nhận được lòng thành của em khi đến đây cúng và tạ lỗi cùng với ông. Hiện tại thì cả nhà cũng thấy là thời tiết khá là xấu. Cái thời tiết rất là xấu của chú anh chị mình ạ. Mây đen đã kéo tới rất là nhiều rồi. Và hầu như là ảnh hưởng bởi bão, cho nên là hầu như là đi đâu cũng sẽ gặp mưa.
và mưa rất là thất thường luôn. Đây là bò người ta đang thả nè, đây có bò nè. Đi vào khu vực nhà này thì mỗi lần đi ngang cái gương này thì em thấy cái điều cái đầu em hơi bị chóng cô chú anh chị. Đây cái gương này là cái đầu em hơi bị chóng. Còn về phía bên trong nhà này thì hầu như là không có gì thay đổi nhỉ. Gì nhỉ? Mới vừa nói là có yên tĩnh luôn á cả nhà. Em mới nói yên tĩnh luôn á. Hè à, tiếng xe tải chạy ngoài đường ta. Phải không ta? Hay là ông không thích em ở trong nhà của ông ta? Vì rõ ràng á là em đã thắp nhang rồi và từ nãy tới giờ cũng khá là yên ắng, không có bất cứ một cái tiếng động nào cả. Nhưng mà mới vừa rồi á là có những cái tiếng động nó xuất phát ra rất là to, rất là rõ luôn. Nhang em thắp hiện tại thì vẫn còn bình thường nha cô chú anh chị. Cảm giác bây giờ là phía bên trong có tiếng sinh hoạt cả nhà. Ở phía ngoài này là hoàn toàn không có người nha cả nhà. Thì có đường thì xe ta đi nè. Thì có một cái vỏ có bao thuốc. Có bao thuốc cả nhà. Có thể là cái vỏ bao thuốc này á là của những người ta đến đây người ta đốn cây cả nhà không? Có thể là của những người ta đốn cây. Người ta đã đứng ở ngoài nhà và người ta hút thuốc, người ta cúng bánh ở bên trong nhà chứ họ không vào nhà, vì nếu mà họ vào nhà thì sẽ có phết tích cũng như là tàn thuốc hay là khói thuốc của họ, nhưng mà này không. Phía sau lưng em thì có một chú bò, thật sự thì nó làm em giật mình nãy giờ. Vì em không biết vì sao mà chú bò này lại đi vào sát luôn ở ui dồi ôi, cả nhà ơi. Chú bò này đi sát vào luôn và nó mới vừa gặp một cái sự cố gì đó. Nó đi sát vào luôn cả cái ngôi nhà của ông thầy bùa. Và con bò này là con bò cái cô chú anh chị. Đây là con bò cái và nó đi sát vào luôn. Hình như là nó muốn đi vào luôn hay sao á. So với đây đàn bò thì đàn bò hầu như là ở phía bên ngoài chứ không có con bò nào đi gần hết. Ở nhà cũng thấy là đằng xa xa kia là những chú bò đó là cùng bầy nó, nhưng mà hầu như là chỉ ăn ở xa thôi. Không có con bò nào mà tiếp cận lại gần cái ngôi nhà của ông thầy bùa như con bò này.
Thì nãy ở nhà sau em đã thấy nó rồi, và khi em lên tới nhà trước thì vẫn thấy nó luôn nha cô chú anh chị. Còn cái mục đích mà em đến ngay ngôi nhà của ông thầy bùa hôm nay, chủ yếu là em mua mấy cái bánh để cúng ông, thắp nhang cho ông. Rồi sau đó thì quay một cái đoạn video để cho cô chú anh chị cả nhà mình được thấy là em đã cúng tạ lỗi với lại ông thầy, chứ không phải là mục đích xấu hay là tới đây quậy quạn hay là cố tình công kích thì như này như kia đó. Thì mong là cô chú anh chị mình sẽ yêu thích những video của em Cảnh chia sẻ trong tương lai, và ủng hộ em Cảnh bằng cách cho em một like, một đăng ký kênh và một bình luận để em có động lực ra nhiều video mới hơn. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi, quan tâm và yêu mến em Cảnh. Xin hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những video sau. Em đã hoàn thành việc đến cúng bánh cho ông, và ông cũng đã nhận rồi. Tuy là nãy giờ thì cũng có một số tiếng động xuất hiện nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Thì thôi thì em xin phép dừng video. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình và cả nhà mình trong những video sau trên kênh YouTube của em Cảnh ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà. Quý cô chú anh chị ạ.